Khi tu mười lực Như Lai chẳng nên phân biệt, ta năng tu mười lực Như Lai, khi tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nên phân biệt, ta năng tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, khi tu trí nhất thiết chẳng nên phân biệt, ta năng tu trí nhất thiết, khi tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng nên phân biệt, ta năng tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, khi tu vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng nên phân biệt, ta năng tu vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát muốn đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vui vẻ khuyến khích chỉ bày khuyên dẫn cho hữu tình khác, thì nên vui vẻ khuyến khích chỉ bày khuyên dẫn như thế. Nếu đại Bồ Tát đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vui vẻ khuyến khích chỉ bày khuyên dẫn cho hữu tình khác, thì đối với tự thân không tổn hại cũng chẳng tổn hại người, như đã được các đức Như Lai bằng lòng cho phép vui vẻ khuyến khích chỉ bày khuyên dẫn cho hữu tình khác. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa, nếu hay vui vẻ khuyến khích chỉ bày khuyên dẫn cho hữu tình hướng tới Bồ Tát Thừa như thế, thì có thể xa lìa được tất cả chấp trước. Bấy giờ Đức Thế Tôn khen thiện hiện rằng, hay thay, hay thay, ông này khéo vì các Bồ Tát mà nói tướng chấp trước, khiến cho các thiện nam tử, thiện nữ nhân hướng tới Đại Thừa, lìa xa tướng chấp trước, tu các hạnh Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, lại còn có các tướng chấp trước nhỏ nhiệm, nay ta sẽ vì ông mà nói, ông nên trí tâm lắng nghe, khéo léo suy nghĩ. Thiện hiện thưa rằng, xin Đức Thế Tôn nói cho, chúng con đang muốn nghe Phật dạy. Này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa, muốn hướng tới vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác mà nhớ nghĩ lấy tướng thì đều là chấp trước, hoặc nhớ nghĩ lấy tướng công đức vô trước của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, quá khứ vị lai hiện tại, các căn lành từ sơ phát tâm cho đến khi pháp trụ, đã nhớ nghĩ rồi, thâm tâm tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi cho các hữu tình bình đẳng chung có hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhớ nghĩ tất cả sự lấy tướng như thế đều gọi là chấp trước. Hoặc đối với thiện pháp của tất cả đệ tử Như Lai và hữu tình khác đã tu, mà nhớ nghĩ lấy tướng thâm tâm tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi cho các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, tất cả các việc như thế cũng gọi là chấp trước. Thì sao? Này thiện hiện, đối với công đức căn lành của các Như Lai ứng chánh đẳng giác và của các đệ tử hoặc của hữu tình khác chẳng nên lấy tướng nhớ nghĩ phân biệt, vì các việc lấy giữ tướng ấy đều là hư vọng. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đa như vậy rất là sâu xa. Phật dạy đúng vậy, vì bản tánh của tất cả pháp là lìa. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đa như vậy đều nên kính lễ. Phật dạy đúng vậy, vì công đức rất nhiều, nhưng Bát Nhã Ba La Mật đa đây vô tạo vô tác, không có người chứng. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp tánh chẳng thể chứng giác. Phật dạy đúng vậy, vì bản tánh tất cả pháp chỉ có một, năng chứng sở chứng đều chẳng thể được. Thiện hiện nên biết, một tánh của các pháp tức là vô tánh, vô tánh của các pháp tức là một tánh vô tánh của các pháp như thế là bản tánh thật, bản thật tánh, đây vô tạo vô tác. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật biết nhất tánh vô tánh của các pháp sở hữu là vô tạo vô tác, thì có thể xa lìa được tất cả chấp trước. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đa như thế khó hiểu biết được. Phật dạy đúng vậy, bởi Bát Nhã Ba La Mật đa đây không ai thấy được, không ai nghe được, không ai giác được, không ai biết được, lìa tướng chứng đắc. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đa như thế chẳng thể nghĩ bàn. Phật dạy đúng vậy, bởi Bát Nhã Ba La Mật đa đây chẳng thể đem tâm lấy giữ vì lìa tâm tướng, chẳng thể đem sắc cho đến thức để lấy giữ vì lìa tướng ấy, chẳng thể đem nhãn cho đến ý để lấy giữ vì lìa tướng ấy, chẳng thể đem sắc cho đến pháp để lấy giữ vì lìa tướng ấy, chẳng thể đem nhãn thức cho đến ý thức để lấy giữ vì lìa tướng ấy vậy.
Chẳng thể đem bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa để lấy giữ, vì lìa tướng ấy. Chẳng thể đem nội không cho đến vô tính tự tính không để lấy giữ, vì lìa tướng ấy. Chẳng thể đem bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo để lấy giữ, vì lìa tướng ấy. Chẳng thể đem mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng để lấy giữ, vì lìa tướng ấy. Chẳng thể đem trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để lấy giữ, vì lìa tướng ấy. Chẳng thể đem tất cả pháp để lấy giữ, vì lìa tướng ấy vậy. Lại nữa, thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng từ sắc sanh cho đến chẳng từ tất cả pháp sanh, cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế không có tạo tác. Phật dạy: Đúng vậy, vì các tác giả chẳng thể đắc được. Này thiện hiện, sắc bất khả đắc nên tác giả bất khả đắc, thọ tưởng hành thức bất khả đắc nên tác giả bất khả đắc, cho đến tất cả pháp bất khả đắc nên tác giả bất khả đắc. Này thiện hiện, do các tác giả và các pháp sắc bất khả đắc nên bát nhã ba la mật đa như thế không có tạo tác.